gây ra tổn thương các mặt má, được không? Nếu nó phá hủy qua mặt dịch khớp gây ra buốt rồi không nói, nếu nó phá hủy các cái tế bào biểu mô mạch máu và còn nội mô mạch máu thì gây tổn thương các mặt má. Mặt má này nằm ở đâu? Thường là những mặt má ở những cái cơ quan ví dụ như là mặt vành ở tim. Cho nên hồi nãy mình nhớ slide đầu tiên là gì? Chỉ 20% là bị buốt thôi, nếu mà nó xuất máu. Còn lại 70% nó sẽ bị ra bệnh lý trên tim mạch vành, tại vì nó tổn thương cái mạch vành, nó phá hủy mạch vành, nó làm tổn thương mạch vành, thì mạch vành bị tổn thương nó sẽ sinh ra nguyên khối, nó bít cái mạch vành lại thì sao? Nhồi máu cơ tim, được không? Đó là biến cố tim mạch. Rồi nó tổn thương mạch máu ở đâu nữa? Tổn thương mạch máu ở tiểu động mạch thận, ở cầu thận, thì nó tổn thương mạch máu ở thận thì nó làm cho tiểu động mạch thận nó sẽ như thế nào? Hư hại, nó không lọc được cầu thận, máu không tới cầu thận được, nó không lọc được thì nó dần tới suy thận, được không các anh chị? Mà suy thận thì nó sẽ kéo theo cái gì? Suy thận thì dẫn tới huyết áp tăng, cũng sẽ dẫn tới biến cố tim mạch. Suy thận thì sẽ dẫn tới cái gì? Dẫn tới các bệnh lý về mạch vành, bệnh lý về chuyển hóa, rồi giảm thải trừ các thuốc khác, được không các anh chị? Đó, đó chính là cái cơ chế của gút và các cái bệnh lý liên quan. Như vậy tóm lại để cho dễ hiểu, các chị nhớ ba giai đoạn. Thứ nhất, tinh thể acidic gắn lên trên thụ thể TLR hoặc là thực bào bởi bạch cầu đa nhân cung tính hoặc bạch cầu đơn nhân hoặc là đại thực bào để nó tạo ra phức hợp viêm, được chưa? Phức hợp viêm viêm, bước thứ hai, phức hợp viêm viêm sẽ phức hợp viêm viêm sẽ kích hoạt tạo ra interleukin 1 beta và phóng thích cái này ra bên ngoài. Interleukin 1 beta ra bên ngoài gắn lên trên thụ thể. Thụ thể ở đâu? Ba mặt dịch và mạch máu. Và kích hoạt bước thứ ba đó là hóa hướng động và cytokine lôi kéo các dòng bạch cầu tới vị trí mà nó gắn kết để